Một con rắn chuông lưng đốm chuyển mình trong hang khi ánh mặt trời mùa xuân đang sưởi ấm bầu không khí bên ngoài. Đây là dấu hiệu nó sắp rời khỏi sào huyệt nơi nó đã ngủ suốt 4 tháng mùa đông. Và bây giờ, nó phải dũng cảm bắt đầu một cuộc thám hiểm vô định đầy gian nan. 4 năm tuổi, con rắn này đã sẵn sàng sinh nở. Bản năng này cùng với sự thèm ăn mới trỗi dậy thôi thúc chúng tiến lên. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thực hiện chuyến đi này, nhưng nó phải tự tìm đường xuống núi trong lúc vẫn để mắt tìm thức ăn. Hơi ấm của mùa xuân dụ dỗ một chú thằn lằn đuôi dài Nam Mỹ ra tắm nắng, nhưng kế hoạch sắp bị thay đổi. Thằn lằn rất nhanh nhẹn, nhưng rắn chuông lại đặc biệt nhạy bén với mùi hương. Đây là lần đầu tiên con rắn chuông lưng đốm được ăn sau nhiều tháng. Nó định tấn công con thằn lằn. Con mồi của nó không hề nghe thấy tiếng kẻ thù đang đến gần, nhưng dựa vào chuyển động của con rắn, rõ ràng là nó đang tiến lại gần. Vết cắn đầy nọc độc khiến cho con mồi không thể kháng cự. Trong vòng chưa đầy một tháng, mùa xuân về khắp muôn nơi và những nhà thám hiểm mới mẻ này đã vượt qua bao núi đồi để đến với sa mạc Sonoran. Nó đã đến một vùng đất không tên. Những sinh vật khác có lợi thế hơn ở đây. Nó hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước những đợt tấn công từ trên cao và phải di chuyển rất nhanh để thoát khỏi móng vuốt của loài diều hâu đuôi đỏ vốn coi rắn chuông là món khoái khẩu. Đến tháng 5, ban đêm trở nên dễ chịu hơn, khiến rắn chuông có thể kiếm ăn được. Ban đêm nó sẽ an toàn hơn khi những hốc nhiệt vốn có trong cơ thể giúp nó nhận biết con mồi qua thân nhiệt. Nó chỉ còn đợi thời điểm thích hợp để tấn công. Tấn công không đúng lúc đồng nghĩa với việc mất một miếng mồi. Rắn chuông chỉ cần một con mồi để sống sót trong 2 tuần. Nó không thể nào để mất con mồi vào lúc này. Trong suốt mùa hè, nó sẽ không ngừng tìm kiếm thức ăn. Vào thời điểm này, nó đã tìm được một con rắn chuông cái. Than ôi, cô nàng đã có kẻ theo gót. Nó phải sử dụng toàn bộ sức chịu đựng, khả năng để vật lộn với đối thủ. Nọc độc không thể hại nó, nhưng đối thủ của nó lại to lớn và nặng cân hơn, nên nó buộc lòng phải chịu thua cuộc. Cơn bão cuối mùa hè báo hiệu đã đến lúc nó phải chuẩn bị trở về nhà. Cuối cùng, khi ngày trở nên ngắn hơn, nó đã sẵn sàng tìm về hang nơi nó đã ra đi vào đầu tháng 2. Năm nay, nó không tìm được bạn tình, nhưng sẽ có nhiều cơ hội khác trong cuộc đời 16 năm của nó. Cuộc phiêu lưu suốt đời của nó sẽ là một thành tựu to lớn bởi nó luôn luôn tìm đúng đường về nhà.